Chào cả nhà. Vừa gặp em bây giờ mình xuống nơi, hai chị em bơi tí cho nó khỏe người. Có mấy mà không xuống là chị chết mất đấy, chị nhớ mày. Bảo về được mấy hôm nhưng mà sao mà mày nhớ mày thế? Đấy. Bể bơi chị làm rồi. Về đi bơi với chị đi. Bình quá. Đấy. Tập biết bơi không? Em không. Cái gì? Từ hôm là mình ở với chị là chị đi rất khỏe này. Đi tốt rồi. Mẹ chị biết bơi này, cả nhà có tin không? Thề luôn. Cả nhà chị đây bơi nào. Chị bảo mày không về với chị chết mất. Cái thật đi. Hả? Suy nghĩ nhiều chết đi. Ôi giời ơi, chị ở mình chị cô đơn quá. Thế vì bệnh, ta gọi là gì nhỉ? Vì bệnh tâm lý à? Bệnh trầm cảm. Trầm cảm. Bệnh tự kỷ. Cả đêm ngủ được nha Thảo nha, thật sự luôn. Làm sao mà không ngủ được? Làm sao? Cái này nó kiểu dặn, cái với nói kiểu như nào? Chả kiểu gì, nó kiểu gì. Và đồng tình như nãy rồi. Anh ơi, lúc nào lên chị bơi đi. Chị bảo đây, chị làm bể bơi rồi, em gái xuống đây bơi với chị. Cho vui. Lại là em Hạnh đây. Đấy. Chị sẽ phát trực tiếp nha. Không bắt được kết nối. Có bắt được kết nối đâu. Đi sao không nhỉ? À em, chị không bắt được kiểu đấy đâu. Đấy, như nào? Ok đấy, cả nhà yêu ơi. Đấy, về với chị đây này. Đây chị này. Bể bơi nhà chị đây này. Tự làm chị sướng này, làm cho mình đây. Chị bảo mày không về với chị là chị chết mất. Chị buồn đó. Chị tự kỷ mất. Bởi vì mình sống mình có bạn quen rồi. Bây giờ về bãi này ít bạn quá. Bây giờ phải kết nối bạn bè thôi. Kết nối bạn bè đi cả nhà yêu ơi. Chết giờ. Của em không mất được à? Em của em không mất được à? Đấy của em mất được, cái chị không mất được đâu. Đây. Không, đấy không phải. Không chỉ đi giao thường thôi được không? Đấy, chị bảo chị làm bể bơi đi, em gái bể bơi đi. Ôi dưới đất sâu đấy. Không, em không xuống được dưới đấy đâu, em sợ lắm. Thế nó cả nhà yêu. Bể bơi ngay bên cạnh nhà. Mấy hôm nữa à, mấy hôm mưa to quá em đang làm thế à? Em chào anh Bùi Lâm nhá, chào cả nhà yêu đấy. Mấy hôm nữa em lên chị nhá, ok, lên đây đi. Trời ơi. Vừa uống rượu. Đấy, đây này. Đấy, chị bây giờ chị này, đấy cả nhà nhìn này, đấy. Đấy, đấy. Đấy, chị bảo là từ hôm em gái về với chị đến giờ là chị à. Chị khỏe hẳn lên đây này, đấy. Đấy, chị bảo thế, rồi, kéo chị. Kéo. Chị bảo là về đi, chị làm bể bơi xong rồi. Về với chị đi, không mà chị cô đơn mất chứ. Hả? Nhớ là tự kỷ á? Vừa bơi đây, vừa có rượu đây anh. Lúc nào xuống đây nhá. Này. Các bạn của em. Đấy, 34 người đây. Xin chào. Hai chị em bơi rửa ra. Sáng ngày lạnh quá. Nước này nước giếng nước nó mát lắm. Hóa lắm. Có một tí mùa vị mùi gì đâu. Uống được luôn đấy, không veo. Chị bảo không về à, không về chị tự kỷ mất. Tự kỷ đấy. Chị bảo nhớ không ngủ được đấy anh ạ. Không hiểu làm sao luôn. Chị Thúy Gấu. Đồng Văn Mạnh. Hello cả nhà yêu. Mình không biết bơi chị còn chân tay chị yếu thế mà chị bơi giỏi thế. Siêu luôn đấy. Tập bơi. Em không biết bơi.
nào xuống đây đi, xuống đây đi. Em chào chị Thúy. Chào em. Em chào chị Dung nhá, chị gái Dung ơi. Anh sao rồi? Anh à, anh sao rồi chị ơi? Dạ, anh bị tiểu đường. Chị bảo á, chị bảo phải về với chị không hả chị? Ôi, chị Thảo của em ngày càng xinh. Chào Nguyễn Hải nhá. Thôi, cho gáo muộn, hai cái thôi. Lúc nào cả nhà xuống đây nhá, nhà chị mình bây giờ có cả bể bơi rồi. Chào toàn Trần nhá, chào cả nhà yêu. Anh cũng đỡ hơn rồi, đỡ gì hả chị? Hello Hồng Hạnh nhá, hello cả nhà yêu. Đấy, chị em này này. Chị em bây giờ khỏe, chị em bơi được rồi đây này. Đấy, từ ngày mình về ở với chị tươi ạ. À. Ai cũng bảo chị bệnh luôn, ai không lương rồi. Ai cũng bảo chị mình con trẻ ra. Đấy. Mà chân đi được với mình quan trọng đi. Đấy, chân này đi được, bây giờ chị bơi, chị mình chưa, đi được. Chưa đi được đâu. Chị mình bơi được đây, cả nhà có ngạc nhiên không? Chị bơi cho cả nhà xem nào. Đấy. Mấy năm liền mà. Chị đi rồi, xong anh ơi. Này, bơi đây, đây. Thấy chưa? Đấy, rồi ơi. Chị bảo may mà về ra chị chết mất. Không phải là tự mình nói đâu nha. Ôi rồi mình đến bắt chị. Chị bảo về đây, tao nhớ mày lắm rồi. À, Vi Vu Suốt, em chào chị Gấu. Thân yêu, chào Nguyễn Hải nhá. Chào cả nhà yêu nhá, chị Thúy tuyệt vời. Chị Thúy tuyệt vời, có em Thảo dằn gì là khác ngay mà. Đánh vào biệt phủ Vi Gấu được ra. Ý là chị Dung bảo là chị Thúy tuyệt vời, có em Thảo dằn gì là khác ngay. À. Cắt hết bạn rồi, vì Thảo cắt hết bạn là không cho chơi ra hết. Chơi người tốt rồi, người xấu không chơi. Chơi chứ. Chị ý là không chơi người xấu. À, chị bảo không, chị bảo mở chai rượu này uống này. Chị bảo chị không cho mình chơi người xấu. Vâng, 98 này. Các người ở trong này là toàn người tốt của em chị ạ. Ừ. Thế là mà người xấu bây giờ mình gọi dần đi em nhà. Vâng. Không chơi người xấu nữa. Đấy. Sẽ phải gặp người tốt mà chơi. Chị thời tí voi siêu đấy. Ơi, chị bảo bây giờ gạt bớt người xấu đi. Đấy, chơi ít thôi nhưng chất lượng. Chị bảo thế, chị Dung ạ. Chị bảo không ai làm cho chị vui được ngoài Thảo ra. Nhất chị đấy sướng quá chị ơi. Chào Phạm Thị Tắm nha. Em gái Thảo đi đến đâu là tuyệt vời đến đấy. Được cái là chị đến bác là chị yêu quý luôn chị Dung ạ. Không hiểu sao luôn. Cứ như là kiểu là phải duyên đấy chị ạ. Thật. Chị đã bảo khả năng là cho chị ăn bùa rồi. Chị cho em ăn bùa ấy. Nhưng ăn cơm chả có nỗi cho ăn đi luôn. Yeah, chết rồi. Hôm mấy hôm chị nhìn thấy không ăn đâu. Chết rồi. Hỏi nhà xem. Chết. Nhìn đấy. Bảo mấy hôm không có Thảo là gì chị không ăn được luôn. Hôm nay lễ các cụ bảo là phải chúng mày phải có nhau rồi. Đi đâu có nhau rồi. Không có nhau là... Chị Thúy nói đúng với em gái ạ. À. Ừ, chị ấy 3 tuổi. Chị Dung sinh năm 75. À, chị Thúy thế à? Vâng. Thế gọi chị bằng chị thôi. Vâng. Em bảo anh bao giờ mà anh không ấy anh về nghỉ về rồi chị lên đây chơi nhá. À, chồng luôn. Chờ anh đang ốm ở viện. Vâng, cho bây giờ. Viện nào? Viện Nội Tiết ạ. Viện Trung ương á, Hà Nội á. Kìa, Nguyễn Hải đang bảo chào chị Thúy kìa. À, Nguyễn Hải phải nào nhỉ? Khi nào anh Hương khỏi chị sẽ lên với chị Thúy với em gái, ok chị gái. Đưa anh lên đây chữa bệnh đi, cái này có bác sĩ giỏi lắm. Đấy, chị đang bảo đưa lên đây chữa bệnh đấy kìa. Bệnh tiểu đường các loại là có bài thuốc luôn. À. Ơi. Đấy, cái nhá, cái muôi mà. Ở trong phòng tắm mẹ không? À, em gái về phòng tắm mà chị cứ phải chờ ăn sáng bằng được. Khổ ghê cơ. À, về đi, về để chị chờ ăn sáng. Đấy, trưa này mấy anh xếp tô lên để chơi. Trưa nay đang bảo thợ làm cơm để mấy các sếp ở Hà Nội lên. Mẹ
nhưng mà không thay thế em Thảo được. Chị bảo ngày nào cũng có khách nhưng mà không ai thay thế em Thảo được. Chị bảo thế thế này. Bảo em Thảo nhưng mà là lấy anh hay vào đây được không? Chị bảo ngày nào cũng có khách nhưng không ai có thể thay thế em Thảo được. Chị bảo thế. Chơi đẹp cũng tốt Thảo nhỉ? Dạ. Bảo chơi đẹp cũng tốt chả làm gì. Đấy. Không chị bảo em gái bây giờ cũng chơi ít người thôi, chơi ít chứ chất lượng, chơi người tốt thôi. Chị bảo thế. À, chị xem chị bảo là nhiều người là đang muốn hại em gái lắm. Tố kỵ. Kệ ai sân si kệ. Mình cứ sống theo bản chất của mình chị gái ạ. À. Nha, bao giờ anh Nhương khỏi thì lên đây với em nhá. Em được may mắn được gặp chị yêu thương, được cả họ, cả hàng, cả con, cả cháu được yêu thương em chị ạ. Đấy, và cứ bảo là về đi, về bơi đi, về bơi với chị đi. Không mình chị bơi buồn lắm. Đấy, chị làm cái này, chị làm cái bể bơi đây này. Nhớ em nhiều lắm. Thỏ Ngọc bảo là mẹ đi cả đất Mộc Châu, hỏi đến mẹ đây. Thỏ Ngọc bảo thế. Đi gọi đầu cũng hỏi đến mẹ. Dạo này bà Thảo đi làm ăn ở đâu mà chả thấy có mặt ở Mộc Châu. Đấy, học sinh cũng vậy chị ạ. À. Có Thảo Ngọc bảo thế. Chị trưng bày không gian. Chị trưng bày không gian nhà chị đẹp lắm rồi chị ạ. À. Không phải như hôm nọ đâu. Chị vừa mới lấy hàng về đẹp lắm này này, chiều em phải livestream đây, nhiều vòng đẹp lắm ngài ơi. Nhớ cả Thỏ Ngọc nhiều đấy. Thỏ Ngọc cứ bảo Dương bác dung quá, chăm bác Nhương vất vả quá đấy chị ơi. Đợt lọ em mới xuống chị đi xe lăn nhá, chị còn không thể đi nổi mà bây giờ chị bơi được thế này. Chị bảo em gái về ở với chị là làm chị có động lực, chị cảm thấy chị yêu đời, chị vui vẻ lên. Chị mới lấy hàng về nhiều lắm, đẹp lắm, mới lấy đá ruby đẹp lắm, nhà chị ấy đẹp hơn cả công viên, đẹp lắm. Ôi giời, nhà toàn rát vàng thôi. Đây này, chị mới lấy hàng về đây này. Ôi, điện nấp nánh đẹp chưa? Chiều này thích quá. Hello Linh ơi. Đấy này. Hả? Nhìn đẹp ông này đấy, chị vừa mới đấy, hàng về này, hàng vừa về này. Chị trưng bày lại khu. Đấy, đá ruby này. Đấy. Chị ơi, vòng đẹp không? Đấy. Vòng đẹp không? Úi dồi ôi. Nhìn bên ngoài còn to hơn là to ấy này. Đấy. Chào cả nhà yêu nhá. Úi dồi, vòng đẹp quá. Vòng đẹp cực kỳ luôn. Nợ một châu một lời hứa, đúng thế thật. Nợ mà chả thấy đến. Đẹp quá. Con vừa rồi chả thấy em lên. Vòng này vòng má não đẹp không? Đấy. Mặt điện này.